Đây là em Thập ở nhà này. Dạ. À, trước đây là bé Thập ở trên cái ở nhà này và cả nhà mình ở trong đó đây luôn. À, bây giờ thì vẫn còn để đồ ở đây. Dạ, à, để đồ bây giờ thầy để đây thành bếp ha. Dạ. À. Vậy là đất này là đất của nhà mình luôn em ha. À, đất nội cho. À, cho cái nền nhà. Vậy nội bây giờ ở đâu? Nội em ở dưới xóm. À, ở xóm dưới. Thật có một đứa em, một bé gái này thôi hả? Còn em khác nữa không? Dạ không. À, là hai, có hai chị em gái thôi. Dạ. À, bé nhỏ tên gì? Dạ, Nhi. Nhi. Dạ. Tên là gì Nhi? Dạ. Họ tên của em là gì? Em tên Trương Ngọc Trân. Trương Ngọc Trân, thường ngày kêu bằng Nhi. À, Trương Ngọc Trân hả? Dạ, Trân đúng không? Trân trong Trân Châu đó. À, Ngọc Trân mà ở nhà gọi là Nhi. Ngọc Trân với Ngọc Thạch. À. Đồ đạc mình vẫn để đây, mình không đem lên nhà trên ạ. À. Mình thôi mình lên kia mình nói chuyện với cô kìa bé Thạch. À, rồi là hồi xưa là ở đây. Và à, bây giờ là ê dỗ, không sao, không sao. Không để ý, không để ý. Đây, bây giờ thì người ở trong nhà trên đây. Còn nếu mà đi vô cái trường này không gì đó, nó cho con ở nhà hơn thì mấy em đâu có nhớ được. Thành ra mấy em đăng ký học trên mạng kia là nhờ cái laptop đó học trên mạng. Vậy là cái laptop là để trong trường hay là để không, không, chung để nhà mấy em hả? Nhà để em tư ngoài. Thử coi như lớp đó em học như vậy ra tỉnh đó. Tỉnh học đó. Tại mỗi tuổi rồi vậy á. Thì nó có chụp gỡ cho cái em đi ngoài nữa tặng đó. Trời, cái nhà nó khó khăn về mặt tiền á.